Mến chào các em đã đến với tiết học lịch sử của tuần 13, bài Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 năm 1075-1077. Cô tên là Nguyễn Trương Thùy Dương sẽ là người cùng đồng hành với các em trong tiết học này. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động các em nhé! Mời các em đọc thầm cùng với cô cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất năm 981 do Lê Hoàng lãnh đạo. Theo các em, nhận định này là đúng hay sai? Cô xin chúc mừng những bạn chọn đáp án là đúng nhé. còn nhận định này thì sao nhân dân ta đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân tống lần thứ nhất theo các em nhận định này là đúng hay sai Đúng rồi đấy các em à, nhận định này là sai. Năm 981, nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân tống lần thứ nhất và giữ vững được nền độc lập của nước nhà. Thế nhưng, nhà tổng vẫn luôn ấp ủ âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai. Không để các em đợi lâu thêm nữa, chúng ta cùng khám phá bài học ngày hôm nay nhé! Nguyên nhân cuộc kháng chiến Năm 1072, vua Lý Thánh Tông từ Trần Vua Lý Nhân Tông lên ngôi khi mới 7 tuổi Nhà Tống coi đó là cơ hội tốt liền xúc tiến việc chuẩn bị xâm lược nước ta Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn ấy Ai sẽ là người lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến? Đó chính là danh tài quân sự Lý Thường Kiệt đấy các em. Lý Thường Kiệt sinh năm 1019, mất năm 1105, vốn có tên húy là Ngô Tuấn, tên chữ là Thường Kiệt, nhưng vì ông có công lao lớn với triều đình nên được ban quốc tính là họ Lý và người đời gọi ông là Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt là người giàu mưu lược, có biệt tài làm tướng thủy. ông là tổng chỉ huy quân đại việt đánh vào ung châu khiêm châu liêm châu tiêu diệt một bộ phận quan trọng trong lực lượng chuẩn bị xâm lăng của nhà tống và ông cũng chính là tổng chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược lần thứ hai năm 1075-1077 trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. Khi nghe tin quân Tống chuẩn bị sang xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đã làm gì? Đúng rồi, ông đã chủ động tấn công quân xâm lược Tống. Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua hoạt động 1 nhé. Mời các em đọc thầm thông tin sách giáo khoa từ Lý Thường Kiệt đến rồi rút về trang 34. và cho cô biết khi quân tống đang xúc tiến việc chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai lý thường kiệt đã có chủ trương gì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc giặc đến nhà đàn bà cũng đánh đúng vậy ông đã có chủ trương ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc đó các em. Vậy ông đã thực hiện chủ trương đó như thế nào các em nhỉ? Đúng rồi, cuối năm 1075, Lý Thường Kiệt chia quân thành hai đạo quân, thủy bộ bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà tống ở ung châu khâm châu liêm châu trung quốc rồi rút về theo em lý thường kiệt cho quân đánh sang đất tống để làm gì có phải vì ông muốn xâm lược bờ cõi phía bắc không Đúng rồi, ông đã chủ động tấn công quân địch để chặn thế mạnh của giặc, làm suy giảm lực lượng của kẻ địch đấy các em à. Dù vậy, quân Tống chưa hề từ bỏ ý định xâm lược nước ta. Nghe tin Lý Thường Kiệt chủ động xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt, vua tôi nhà Tống vội vã tiến hành xâm lược nước ta, vì vậy mà cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai đã nổ ra. Vậy diễn biến của cuộc chiến này như thế nào? Mời các em cùng tiếp tục tìm hiểu thông qua hoạt động 2. Mời các bạn đọc thầm thông tin sách giáo khoa từ trở về nước đến một chiến lũy rất kiên cố trang 34, 35 và trả lời giúp cô câu hỏi: Lực lượng của quân Tống khi sang xâm lược nước ta như thế nào và do ai lãnh đạo? À, cuối năm 1076, nhà Tống cho 10 vạn bộ binh một vạn ngựa và hai mươi vạn dân phu dưới sự chỉ huy của tướng quách quỳ sang xâm lược nước ta vậy quân ta đã đánh đuổi quân xâm lược tống như thế nào cô mời các bạn cùng xem đoạn video ngắn sau cùng với cô nhé giả dạ thư thái úy ở đền thờ hai tướng quân trương hống trương hát có điều lạ lắm ạ cụ từ có chuyện gì xảy ra vậy Bẩm thái úy bà con hay tin đêm nay quân ta sẽ mang quân sang sông đánh doanh trại quân tống nên đến đền thờ cầu xin thần linh hiển ứng để che chở cho quân ta. Không ngờ vừa đọc xong bài tế thần thì có cơn lốc lớn kéo tới. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Bài thơ đó có trong cuốn thần phà của đền thờ, lẽ nào đó là lời sấm của thần linh? Chắc chắn là thần đã hiển linh rồi Bốn câu thơ vừa đanh thép Lại vừa thể hiện được tâm huyết và ý chí của Đại Việt Chỉ bằng Đêm nay Trong lúc quân ta giao chiến Người hãy sắp đặt cho người vào trong đền Đọc lớn bài thơ này lên Giả làm như thần linh đã hiển ứng Bài thơ này chắc chắn có thể khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ ta Và làm lụi bại sĩ khí của quân giặc Tuân lệnh sông đông núi nước đông. Nam, vua đông Nam mở, danh danh định phần tại khách trời, ở sau lũ giặc, giặc, giặc sang xâm phạm, phần. chúng bay xếp đánh tới rồi. Tôi đi kìa đúng, tôi đi kìa đúng. Chạy thôi, chạy thôi, cô tin rằng sau khi xem xong đoạn video trên các bạn cũng đã có thể trả lời được câu hỏi của cô rồi đúng không nào quách quỳ nóng lòng chờ quân thủy vào để có thể vượt sông nhưng không ngờ quân thủy của chúng đã bị quân của ta chặn đứng ngoài bờ biển không còn cách nào quách quỳ liều mạng cho quân đóng bè để tiến công trong lúc hai bên đang giao chiến ác liệt, bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà vang lên đã làm cho quân giặc lây sợ, nhân cơ hội đó, Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ vượt sông rồi bất ngờ đánh vào doanh trại của giặc. Vậy kết quả của cuộc chiến ra sao? Chúng ta cùng đến với hoạt động 3 các em nhé. Kết quả cuộc kháng chiến, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi vẻ vang, quân Tống chết quá nửa và phải rút về nước, nên độc lập của nước Đại Việt được giữ vững. đúc kết bài học ngày hôm nay chúng ta có nội dung ghi nhớ sau mời các bạn đọc thầm cùng cô dưới thời nhà lý bằng trí thông minh và lòng dũng cảm nhân dân ta dưới sự chỉ huy của lý thường kiệt đã bảo vệ được nền độc lập của đất nước trước sự xâm lăng của nhà tống và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi cô hy vọng tiết học này sẽ mang đến cho các em những kiến thức thật bổ ích và càng thêm yêu lịch sử dân tộc ta còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau nhé